Dạ em xin chào cả nhà. Ngày hôm nay thì em lại tiếp tục tới nhà vườn của bạn Kiều ở Tân Phú Tây, Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre cả nhà, để quay giao lưu với cả nhà một số mặt hàng mai giống mai ghép. Thì hôm nay vẫn là siêu bông Sài Gòn nè cả nhà. Rồi có dạo cánh tròn nè cả nhà, dạo cánh tròn cái mơn ha. Rồi bạch mai dạ quang nữa cả nhà. Hôm nay cũng nhiều giống lắm cả nhà, mình tham khảo nha, có hàng gốc nhớt, có hàng mình ghép vô gốc dừa mình lên mã số. Nhà vườn của bạn Kiều thì cái mặt hàng chủ lực là cái mặt hàng dạo cánh tròn cái mơn nha cả nhà. Dạo cánh tròn cái mơn mình ghép vô cái gốc dừa nữa cả nhà. Để sẫm sẫm lên rất là đẹp luôn. Anh chào Kiều nha. Dạ em chào anh nha. Rồi. Hôm nay lại đến vườn mai của em giới thiệu một số giống mai á. Rồi này bạch mai dạ quang nha. Rồi đầu tiên thì xin phép giao lưu với cả nhà cái bạch mai dạ quang. Ở đây nó có cái mặt hoa luôn nè cả nhà. Bạch mai dạ quang ha. Cái lá của nó cả nhà, cái lá nó kiểu như là nó sáng sáng hay hả Kiều? Dạ đúng rồi. Rồi lá nó sáng sáng nè cả nhà. Tại vì lúc này trời nắng quá cho nên thấy nó hơi chói hết cả nhà. Đây có mặt bông luôn nè cả nhà. Này nó cũng nở bông chùm nha cả nhà. Đó bạch mai dạ quang. Bông bự lắm cả nhà. Bông nếu mà đủ sức thì nó đủ bự sức lắm. Đủ sức là khoảng 4 ngón tay của mình á. Như đủ sức á. Rồi cái này là từ bao nhiêu cánh Kiều? Dạ từ 8 cánh anh. 8 đến 12 cánh á. Rồi. Rồi bây giờ mình cái cây này như cái hàng đó thì mình có vô luôn không em? Dạ có anh. Em có vô luôn một số gốc nhớt nha. Dạ, đây là gốc nhớt của cây bạch mai dạ quang nè. Chuyện như cái cây gốc vườn hồi nãy em có vô luôn không? Dạ có luôn anh. Cái lô đó thì mình vô luôn là sao em? Cái lô gốc lớn này hả? Ừ. Dạ gốc lớn này em giao luôn là 400 em bao phí á. 400 bao phí ha. Dạ gốc này luôn nè. À là gốc vườn ha. Gốc vườn là ví dụ như gốc này là 400.000 là bao ship nè cả nhà. Dạ. Đó. Thì bây giờ chủ yếu là mình giao lưu cái hàng gốc nhớt nha cả nhà. Cái hàng gốc vườn đó thì em có nhiều không? Gốc vườn em được vài gốc anh. Có vài gốc rồi phải không? Dạ. Rồi, lấy xem mặt hoa thôi cả nhà. Còn cái hàng gốc nhớt nè cả nhà. Hàng gốc nhớt nè. Rồi cái hoành có chừng ngón tay út của em nè ha. Đó, có quấn rễ luôn, chiều cao khoảng chừng một gang tay nè. Cái này em giao luôn sao? Dạ giá 70.000 một cây. 70.000 một cây. Hai cây đi đơn, ba cây em bao ship. Rồi. Em tiếp tục lên này cúc lá rí nha cả nhà. Cúc lá rí này cả nhà. Hồi đó giờ thì em quay cái cây cúc lá rí nhưng mà chưa thấy mặt hoa để quay cho cả nhà ha, thì hôm nay sẵn tiện là có cái cây này nó có mặt hoa cúc lá rí nè cả nhà. Cái lá nó nhỏ nhỏ nè ha. Cái viền lá thì nó có gai nữa cả nhà. Đây là cái mặt hoa của nó nè cả nhà. Cúc lá rí ha. Đó. Cây này cũ đế. Rồi. Rồi đây cũng có cũ đế nè cả nhà. Cúc lá rí nè, nó cũng nở bông chùm chùm nữa nha. Thì cái này là cây như vậy nó nở như vậy là đủ sức cho em? Dạ đủ rồi đó anh. Cúc lá rí thì bông nó như vậy nè hả? Dạ, bông nó chùm đẹp lắm nè. Đó cả nhà, cái lá nó nhỏ xíu rồi nha. Thì cái cây này là sao em giao lưu cây dạ, này luôn? Dạ gốc này 280 em bao phí ship luôn nè. 280.000 bao phí ship. Dạ. Cúc lá rí em có nhiều không? Dạ em còn được cái gốc này anh. Còn có gốc hả? Dạ. Có gốc này có bông luôn nè cả nhà. Dạ, củ đế toàn do luôn cả nhà xem củ đế. Rồi gốc này có chừng ngón tay cái của em nè cả nhà ha. Đó. Cúc lá rí để em quay kỹ cái mặt qua cho cả nhà mình tham khảo nè. Cúc lá rí nè cả nhà. Đó. Nói chung là nó cỡ chừng xem ba ngón tay của em cả nhà. Đó. Cái hàng cúc mà. Dạ em giao lưu và số là cam đổi màu nha. Cam đổi màu. Dạ. Cam đổi màu cả nhà. Ở đây có cái mặt hoa nè cả nhà. Để em quay gần nha cả nhà. Cái mặt hoa của cam đổi màu đây cả nhà. Rồi chia sẻ giùm anh cái về cái giống mai này đi em. Dạ giống này là mới lại nở một cái bông màu cam á anh. Mà xong từ nó ra màu trắng. Hàng này là hàng cúc ha. Dạ hàng cúc á. Hàng cúc cả nhà. Bông nó nhiều cánh lắm. Tức là nó đổi màu từ màu cam rồi sang màu trắng. Dạ dạ. Nó nhạt dần hả em? Nó nhạt dần á anh. Rồi, cái hàng này thì mình ghép gốc nhớt nè cả nhà. Cao cũng khoảng chừng một gang tay của em, hoành cỡ chừng bự hơn cái bút bi xíu hơn cả nhà. Dạ. Đó, thì cái này em giao luôn sao? Dạ 70.000 một cây. 70.000 cây, đồng giá với lại bạch mai dạ quang. Ba cây hiện bao ship. Hai cây đi đơn, ba cây bao ship. Dạ. Rồi đây cả nhà mình tham khảo hết cả nhà. Em giới thiệu cúc cam nha cả nhà. Nhưng mà cái này nó ba lớp nè. À. Mà mới đầu nó màu cam, sau đó chuyển dần nhạt xuống. Cái thằng này nó cũng chuyển màu nè cả nhà. Cho em mượn cái clip đó đi anh. Cái này là cái này nó nở được bao nhiêu lâu hôm qua hả anh trai? Dạ. Sáng hôm qua. Dạ. Rồi đây cả nhà, cái này nó nở hồi sáng hôm qua nè. Thì á. Rồi đây cả nhà, hôm qua thì cái màu nó khá là tươi nè cả nhà. Để em quay gần cả nhà mình tham khảo. Hôm qua cái màu nó khá là tươi ha. Thì hôm nay thì nó gọi là nó nhạt dần nó chuyển sang màu trắng ha anh. Trắng hoa vàng vậy. Dạ rồi đây cả nhà. Cái này được cái là nó tới ba lớp nè cả nhà, nó tới ba lớp bông lận đó. Gọi là cúc cam chuyển màu, còn cái hồi nãy cũng là cam chuyển màu nhưng mà bên kia nó có hai lớp cả nhà. Đó thì cái này nói chung là giống này chắc cũng mới ha Kiều à. Dạ đúng rồi. Dạ rồi. Thì cái này em giao luôn sao đây Kiều? Giá 350.000 một cây anh. 350.000 một cây. 350.000 một cây đây cả nhà. Còn cái gốc này cái nhà, gốc này mình ghép vô gốc vườn đế cũng đế nơm nè ha. Bên đây thì kiểu như là giống mới cho nên nhà vườn ghép cũng có mấy cây bên đây phải không Kiều? Dạ đúng rồi, ghép có mấy cây đây nó giống. Rồi đây có chừng 10 mấy cây hả cả nhà.
ở cả nhà mình tham khảo ha. Hàng này thì mình sưu tầm mình lấy giống nè cả nhà, mình có thể mình lấy bo được nè. Ở gốc thì cũng cỡ chừng bự hơn ngón tay cái của em nhiều, ngón chừng cái trở lên nha cả nhà. Mấy gốc này bự bự nè cả nhà. Rồi là đồng giá luôn hay sao kìa? Dạ tùy gốc anh. Là từ giá dao động sao em? Giá dao động từ là 300 trở lên. Rồi 300.000 trở lên, nhỏ nhất là 300.000 thôi cả nhà. Dạ. 300 cho tới nhiêu em? 300 tới 400 500 anh. Rồi 300 400 500 cả nhà. Rồi cả nhà có gì cả nhà mình tham khảo ha. Cái giống này thì cũng giống như Kiều chia sẻ thì giống này cũng khá mới ha cả nhà. Cúc cam cả nhà, cúc cam chuyển màu ha. Nó cứ lúc đầu thì nó nở màu rất là tươi, nó nhạt nhạt dần dần ha nha. Đừng cái là nó tới 3 lớp cánh lận. Rồi em tiếp tục lên mã số nha. Rồi. Giáp giảo cánh tròn cái mơn luôn nè. Giảo cánh tròn cái mơn cả nhà. Anh kiếm giùm em cái cây nào có cái mặt bông giảo cánh tròn cho em quay cho cả nhà mình tham khảo mặt bông luôn đi anh trai. Cái này là giảo cánh tròn cái mơn, là cái giống chủ lực của nhà vườn mình nè cả nhà. Đó, ghép vô cái gốc phô gốc vườn để nơm nè cả nhà. Đó. Mã số 1 nha. Cái này ghép được bao lâu rồi Kiều? Dạ cái này ghép một mùa mấy rồi anh? Mình đóng được mình đóng vô tượng cho nha, 30 ghép. 30 ghép. Rồi cho anh cái xin thông số đi. Cái này hoành thân là 11. Chiều hoành cao là 40. Chiều cao là 40. Tán ngang là 39. Rồi hàng này thì mình về mình chăm mình chơi Tết nha nhà. Hàng này thì nhà vườn đã đun rồi cho cả nhà luôn rồi. Gốc này mình vô luôn sao em? Gốc này 500 em bao phí. 500.000 bao ship cả nhà. Dạ. Để nơm luôn. Kiều ơi thì cái hàng mai giảo cánh tròn cái mơn này á, thì em ghép vô gốc vườn, cái giá dao động của vườn mình là từ bao nhiêu tới bao nhiêu em? Dạ từ 300.000 tới lên anh. Tới bao nhiêu? 1 triệu. Tới 1 triệu luôn. 1 triệu 2 triệu cũng có phải không? Dạ. Rồi đây cả nhà mình tham khảo ha. Gốc này là mã số 1, mình giao lưu với giá là 500.000 giá nhà vườn mình bao ship nha cả nhà. Dạ. Giảo cánh tròn cái mơn nha. Dạ cái mặt hoa này là cánh nó tròn. Ừ. Dạ nó được hai lớp nè. Rồi được hai lớp bông. Cái gì nó đỏ cả nhà. Ừ. Hơi xé nhẹ luôn nha. Hơi xé nhẹ cái cánh ha. Đó. Nữa nè. Rồi giảo cánh tròn cả nhà. Đó. Đẹp ha. Nói chung là cái cánh nó tròn tròn cả nhà. Bông thơm mà lại bông chùm nữa nha. Bông chùm chùm luôn nè. Rồi em tiếp tục lên mã số 2 nha cả nhà. Rồi. Gốc này hoành thân nó 12 nè. Hoành thân là 12 cả nhà. Rồi chiều cao là 50. Chiều cao là 50. Tán ngang là 40 nha. Rồi tán ngang là 40. Đây cả nhà để em quay gần cái cây cho cả nhà mình tham khảo nè cả nhà. Đó, nguyên cái lô này thì thời gian ghép nó cũng cỡ nhau cả nhà. Cây này ghép được 4 chột nữa nha. Chột bự nhất là bị lớn vậy nè. Cây này Tết mình chưng Tết được luôn nè. Rồi gốc này em vô luôn sao kìa? Gốc này 450 em bao phí. Rồi 450.000 bao phí cả nhà. Mã số này là mã số 2 nha. Cả nhà xem clip cả nhà nhớ để ý giùm em cái ngày em đăng clip rồi báo cho nhà vườn mình gửi cái mã số cho đúng nha cả nhà. Tại vì clip trước em cũng có lên mã số rồi. Clip này cũng tiếp tục mã số nữa nhằm khi nó bị sai cái mã số cả nhà ha. Mã này là mã số 2 nha. Rồi em tiếp tục lên mã số 3 nha. Rồi. Mã số 3 này chiều cao nó là 35. Rồi chiều cao 35. Tán nghe nó 40. Rồi cái này mình ghép cũng 30 ghép nè cả nhà. Hoành thân nó 11. Hoành là 11 rồi. Dạ. cho anh xin một vòng luôn. Đây cả nhà. Nói chung là đa phần cây nào cũng đế sỏm sỏm lên nè cả nhà ha. Gốc này mình vô lưu với giá là. Dạ 400 em bao phí nha. Rồi 400.000 bao phí ship cả nhà. Mã này là mã số 3 nha. Rồi tiếp tục mình lên tới mã số tiếp theo luôn. Mã số 4 cả nhà ơi. Mã số 4. Mã số 4. Cây nào cũng có chừng hoành thân là 11 nha. Hoành là 11. Chiều cao là 40. Chiều cao là 40 cả nhà. Tán ngang 30 nha. Rồi. Cây này ghép 4 chọc bo. Rồi. Cái này em giao lưu với nhà là 350k bao phí. 350.000 bao phí ship cả nhà. Mã số 4. 350.000 bao phí ship. Những cái cây này thì nhà vườn sẽ bó bầu gửi cho cả nhà ha. Rồi mình tiếp tục tới mã số 5 luôn. Mã số 5 đây cả nhà. Nhớ gốc vườn không? Cây này được 2 chọt nữa nha. Mình ghép vô tượng không cả nhà. Hoành thân 13. Hoành là 13. Chiều cao là 37. Ừ. Tán ngang 35. Rồi. Gốc này mã số 5 giao lưu là 400.000 bao phí. Rồi 400.000 bao phí nha. Đó. Hôm nay mình giao lưu cũng vài chục mã nha cả nhà mình xem đến cuối clip mình lựa cây cái ha. Mã số 6 là hoành thân 11. Rồi. Chiều cao 30. Tán ngang 30. Rồi. Gốc này em giao lưu là 300.000. 300.000, 300.000 bao ship nha cả nhà. Đó, cây này thì nó nhỏ nhỏ gọn gọn nhưng mà đựng cái đế nè cả nhà. Đó, để cả nhà mình tham khảo ha. Rồi, mã này là mã số số 6 nha cả nhà. Số 6. Rồi đây ha, cái đế nè. Rồi, tiếp tục mình tới mã số 7 nha. Tiếp tục lên mã số 7 nha. Mã số 7. Rồi hoành mình đo ngay chỗ đó. Rồi, hoành thân 12. Hoành là 12 cả nhà. Rồi chiều cao ha. Chiều cao nó 37. Tán ngang nó 40 á. Rồi. Gốc này em giao lưu là giá 350, nó hơi bị hẹo leo xíu. Có bị hẹo chỗ đó một xíu. Rồi. Gốc này mình ghép được 4 chột nè cả nhà. Mình ghép vô tượng không à. Đó. Cây này giống như đàn thiên cá quá ha. Ừ. Dán bài nè cả nhà ha. Đó, mã này là mã số 7 nha. Rồi tiếp tục mình tới mã số 8 luôn anh ơi. Mã số 8. Mã số 8 này cả nhà. Đó.
cây này giống như lùng lực nữa nha, cái củ bự nè. Hoành thân nó 13. Rồi, hoành thân là 13. Chiều cao nó 35. Rồi. Tán ngang nó 35. Cây này 4 chột ghép nè cả nhà. Cây này. Cây này em giao luôn nhiêu? Dạ 400 em bao phí. 400 ngàn bao phí ship cả nhà. Vỏ cánh tròn không nha cả nhà. Đó. Rồi tiếp tục, mình tới. Mã số tiếp theo cả nhà. Rồi mã số này, ôi cái đế này cái nhà nó xổm lên nè. Mà mã số 9 nè. Ừ. Rồi cho anh xin thông số luôn. Hoành thơ 11. Hoành là 11. Chiều cao nó 40. Chiều cao là 40 cả nhà. Tán ngang nó 45. Rồi, rồi đây cả nhà ơi. Đó, đẹp ghê không? Mình về mình thay cái chậu cái nhà Tết mình để cái bàn cây này cà, đế, đế sổ cái khoảng 1 phân á. Ừ. À, 1 tấc chứ em. 1 tấc. Ừ. Rồi đây cả nhà. À, cái này mình ghép được 3 chậu ghép nè cả nhà. Dạ. Ghép vô tuột luôn hàng gốc này mình vô luôn nhiêu em? Dạ 400 em bao phí. 400 ngàn bao phí ship cả nhà ơi. Em tiếp tục lên mã số 10 nha. Rồi. Hoành thân 11. Hoành thân là 11 cả nhà. Rồi chiều cao nha. Chiều cao nó 38. Hàng này là mình chưa Tết vô tư nha cả nhà. Tán ngang nó 40 á. Ừ. Rồi cho anh xin một vòng đi Kiều ơi. Rồi đây cả nhà mình tham khảo mã số 10 này mình mã vô. Mã số 10 này là 400 em bao phí. 400 ngàn bao ship cả nhà. Dạ. Đó. Rồi tiếp tục mình tới mã số 11 nha. Mã số 11 cả nhà. Ôi ôi cái đế quái không à. Cái này đó đẹp luôn nè. Ừ. Ba chột cả nhà, dạ. Ba chột ghép ha. Rồi. Rồi giúp anh đi. Hoành thân 10. Hoành là 10. Chiều cao nó 50 á. Chiều cao 50 cả nhà. Cái tán ngang nó 35. Rồi. Rồi góc này vô luôn sơi. Góc này vô luôn là 400 em bao phí nè. 400 ngàn bao phí ship ha. 400 ngàn bao phí ship. Nguyên cũ em đo anh cái cũ cái kia kìa. Mã số 11 cả nhà. Nhà vườn mình còn nhiều cây lắm nha. Cái hoành cũ đó là 25 á. Ừ. Rồi tiếp theo mình lên tới mã số 12 luôn. Mã số 12 kế bên luôn. Nguyên ôi ôi luôn. Cái đế nè cả nhà. Đế nè 3 chột nữa nha. Mỗi chột này nó cỡ nhỏ nhất cũng cỡ cây bút bi cả nhà. Hoành thân 12 nha. Hoành là 12. Chiều cao nó 42. Rồi. Tán ngang nó 40. Rồi. Cho anh mã số 12 em giao luôn là 400 ngàn luôn. Ừ. Chậu này là chậu Chậu 2. Dạ. Chậu 2. Rồi đây cả nhà mình tham khảo 12. Cái đế nè. Đó. Mã số 12 nha cả nhà. Cái góc này quá tí đẹp luôn nè. Rồi cho anh xin một vòng luôn kìa quay. Rồi đây cả nhà mình tham khảo nha. Cũng có nhiều mã số quá nhà ơi. Đó. Rồi tiếp tục mình tới mã số 13. Ghê gớm không? Cây này cũng ba chột ha. Ba chột hả kìa. Cây này ghép ba chột bo. Rồi. Cho anh xin thông số đi. Chiều cao là 35. Rồi. Tán ngang là 37. Rồi. Hoành thân là 12. Hoành là 12. Ừ, cái góc này nha. Đó. Giao dù góc giường không? Góc này em vô luôn sao? Dạ 350 em bao phí. 350. Giá dạ. Thì chỉ có 300-400 ngàn cây vậy cả nhà ha. Mình về mình Tết mình để bạc. Lúc này thì mình đầu tư mình có thể mình chăm tới Tết hết cả nhà. Còn Tết thì giá thì nó sẽ cứng hơn nha. Lúc này mình đầu tư thì nếu mà cả nhà có thời gian có điều kiện thì mình đầu tư lúc này ha. Mã số 13 nha cả nhà. Rồi mình tới mã số 14. Mã số 14 cả nhà ơi. Ghép ba chọc bo. Ừ, cái thân nó cũng lắc nữa nè, để nôm đang lắc nè ha. Hoành thân là 11. Ba chọc ghép. Chiều cao là 30. Rồi. Tán ngang là 30. Hàng đôn hết trơn nha cả nhà. Dạ, hàng này đôn hết rồi. Cho anh xin một vòng luôn. Đây cả nhà tham khảo cái đế ha. Rồi góc này vô luôn sao? Góc này em giao luôn là 320 ngàn. Tại vì nó có hơi hiệu đây xíu nè. À dạ. Rồi chỗ mình lên này... em nói xa kỹ luôn. Để nhiều khi mình về giao khách á. Ừ. Nhiều khi hơi hẹo xíu không nói. Rồi có thẹo một xíu nha cả nhà. Dạ. Nói chung là có nhược điểm gì thì em cứ chia sẻ giùm anh ha. Dạ. Rồi mã này là mã số 14 giờ tới 15 cả nhà. Cái thân của cái cây nó có nhược điểm gì thì nhà vườn sẽ chia sẻ với cả nhà ha. Chứ nhầm khi quay vậy mà nói không kỹ nhận hàng có nhược điểm gì mất công gỡ đi gỡ lại mất công đó cả nhà ha. Dạ. Rồi hoành bao nhiêu? Dạ hoành thân là 10. Hoành là 10. Chiều cao? Chiều cao nó 35. Chiều cao 35. Tán ngang nó 35 luôn. Cây này 4 chột cả nha. 4 chột ghép mã số 15. Cây này quá tà đẹp luôn nè. Nó nhỏ mà nó quái nha cả nhà. Dạ. Ba chân. Rồi góc này mình vô luôn giá là. Góc này 380 bao phí anh. 380 ngàn bao phí ship nha cả nhà. Tất cả đều bỏ bầu hết. Nếu mà cả nhà có điều kiện mình lại nhà vườn mình lấy á, thì sẽ trừ chi phí vận chuyển cái giờ thùng ra hắn nha. Rồi dở cái bầu giùm em thử cái anh, nó tróc bầu ở trên ha. Ừ. Đó, tróc lóc bầu ở trên cái nhà. Đó, như vậy thì mình sẽ bó bầu mình lại mình gửi nha cái nhà. Gửi cái chậu cũng nói chung là cái chậu không có nhiều tiền mà gửi nó bị bể, nó bị mất sức cây á cái nhà. Rồi tiếp tục mình tới mã số 16 luôn. Mã số 16 cái nhà. Hôm nay mấy mã số này thì mình vô luôn mấy giống em?
Dạ, dạo cánh tròn, cảm ơn anh. Dưới về cây Sài Gòn. Rồi, mã số 16 nha cả nhà. Một xíu nữa mình có siêu bông Sài Gòn ha. Cái cây mã số 16 này ghép hai chọt bo. Ờ. Quanh thân nó là 9. Bo nào bo nấy mập lùn rồi cả nhà. Chiều cao nó 35. Rồi. Tán ngang nó 40 á. Ghép ít chọt nhưng mà nó có tay cành, nó có chi cành này cả nhà. Đó. Mình về mình cả nhà muốn kéo thì cả nhà kéo cho đều ra, nhưng mà em thấy tự nhiên thì nó cũng đều rồi ha. Rồi gốc này mình giao lưu với giá ạ. Gốc này giao lưu là 350 em bao phí. 350.000 bao phí ship cả nhà. Mã này là mã số 16 nha. Dạ. Rồi bây giờ mình tới mã số 17 luôn em. Dạ. Mã số 17 cả nhà. Nhà vườn mình còn nhiều cây lắm luôn á. Rồi một số cây cho cả nhà mình tham khảo thôi. Tiếp tục lên mã số. Tiếp dài quá coi cũng ngán hết cả nhà. Rồi. Cây này một chân thôi. Một chân nhưng mà nó cong cong nữa nha. Chiều cao 40. Chiều cao là 40. Tán ngang nó 40. Rồi. Hoành thân nó khoảng ngón chân cái của mình. Rồi giùm anh luôn đi cho dễ. Hoành thân nó được 8 á. Rồi. Và gốc này mã số 17 em giao lưu là 350 em bao phí. Rồi, 350.000 bao phí cái nha. Dạ. Rồi tiếp tục mình tới mã số 18. Cũng dạo cánh trồng, cảm ơn luôn nha cả nhà. Rồi. Cây em đang có nút nụ nè. Ừ. Cây mã số 18 thì hoành thân là 11. Hoành là 11. Chiều cao nó 34. Rồi. Tán ngang nó 30. Cây này 4 chọt á nha. Dạ. 4 chọt ghép. Đế nè cả nhà xem. Ôi ôi cái đế nè cả nhà. Đó. Rồi, để em để cái tay vô nhà nhà mình dễ hình dung ha. Đó. Mã số 18 này thì mình giao lưu với giá là 400.000 em bao phí. À 400.000 bao phí ship cả nhà. Dạ. Đó. Rồi tiếp tục mình tới mã số 19. Mã số 19 luôn. 9 luôn ha. Để những cái mã số này thì em cố gắng em quay nói chung là vừa đủ chi tiết thôi chứ không dài dòng quá cả nhà mình xem nó cũng hơi bị nhàm hết cả nhà. Rồi bây giờ mình mã số 19. Hoành thân nó 11. Hoành là 11. Chiều cao. Chiều cao nó 35. Rồi. Tán ngang nó 35 luôn. Rồi. Xem rồi, cho em xin một dòng. Cái này mình ghép chỉ một chọt nhưng mà nó mập lù luôn nè cả nhà. Dạ. Đó. Góc này em vô luôn sao kìa. Dạ 350 em bao phí. Rồi 350.000 bao ship cả nhà ha. Rồi tiếp tục mình tới mã số tiếp theo luôn. Mã số 20. Mã số 20 cả nhà. Mã số 20 cả nhà ơi. Rồi đây ha. Cái này cũng ghép một chọt bo nhưng mà nó bự rồi. Cái này cái hoành thân nó bự nha. Đo giùm anh đi kìa. Hoành thân nó 13, 12 á. Hoành thân là 12, mình cứ tùy hao đại ra đi không sao đâu. À. Rồi. Tán ngang nó 35. Tán ngang 35. Chiều cao nó 40. Chiều cao 40. Rồi, góc này em giao luôn sao này cho anh xin dầu ha. Góc này 350 em bao phí. Mã số 20 ha cả nhà. Mã số 20 là 350.000 bao ship ha. Rồi đây. Rồi tiếp tục mình tới mã số 21. Cây này ghép hai chọc bo. Rồi. Này nguyên thú nằm. Giỡn cánh tròn hết nha cả nhà. Giỡn cánh tròn. Hoành thân nó 12 á. Hoành là 12. Chiều cao nó 40. Rồi. Tán ngang nó 35. Rồi. Rồi cho anh xin một chồng luôn. Cái này cái đế nè cả nhà. Đế nó giống mẹ bồng con quá. Ờ. Cái góc mã số 21 là giao lưu là 400.000 em bao phí nha. Nó lại vô. Mã số 21 này em giao lưu là 400.000 em bao phí ship nha. Rồi, mã số 21 là 400.000 bao phí ship nha cả nhà. Rồi tiếp tục mình tới mã số 22. Mã số 22 cả nhà ơi. Một xíu nữa mình lên vài cây siêu bông Sài Gòn hết nha. Rồi. Mã số 22 này hoành thân là 10 nha. Ừ, hai chọc ghép nè cả nhà. Rồi. Chiều cao là 30. Chiều cao là 30. Tán ngang là 30. Rồi. Mã số 22 này em giao lưu là 300.000 em bao phí. 300.000 bao phí ship cả nhà ơi. Mã số 22 ha. Cái đế này cả nhà. Đế quái, đế nơm không cả nhà. Đế chân nơm, đế chân xổm lên không ha. Rồi. Tiếp tục mình tới mã số 23. Mã số 23 mình ghép 3 chọt nè cả nhà. Rồi cho anh xin cái thông số của cây này đi. Rồi hoành ngay chỗ đó là. Hoành thân 11. Hoành là 11 cả nhà. Chiều cao là 40. Chiều cao là 40. Tán ngang 35. Rồi cho anh xin một vòng luôn. Cây này quá đẹp luôn. Ừ, góc này em vô luôn sao kìa. Giá 350 em bao phí. 350.000 bao ship cả nhà. Dạ. Đó, mã này là mã số 23 nha. 23. Rồi bây giờ mình tới mã số 24 cả nhà. Mã số 24 nha. Đây, mã số 24 thì cây thì nó nhỏ hơn nha cả nhà. Nhỏ hơn thì giá tiền sẽ mềm hơn ha. Rồi cho anh xin thông số. Cái hoành nó nhỏ nhưng mà nhìn nó cũng đẹp đó nha. Này ghép một chọc bo nha. Hoành thân nó được 7 á. Rồi ghép một chọc nhưng mà nó cũng bự chán luôn. Chiều cao nó 40 á. Rồi. Gốc này em giao lưu với cả nhà là 250 em bao phí. 250.000 bao phí. Em tiếp tục lên mã số 25 nha. Rồi. Cả nhà xem cái củ đế đó nè. Ừ. Đó. Ghép một chọc nha cả nhà. Ghép một chọc. Rồi cho anh xin thông số đi. Cây này nó chiều cao đó là 30. Chiều cao là 30. Hoành thân nó 11. Hoành là 11 cả nhà. Tán ngang nó 30 á. Rồi. Gốc này giao lưu là 280 bao phí. Rồi, 280.000 bao phí cả nhà. Mã này là mã số 25 ha. Dạ. Rồi bây giờ mình tới mã số 26 cả nhà ơi. Mã số 26 bây giờ là siêu bông Sài Gòn. Siêu bông Sài Gòn nha. Ừ. Rồi cái đế này cả nhà. Hoành thân nó được 7. Hoành là 7.
Ồ, cái chiều cao nó 50. Nhỏ nhỏ nhưng mà tán ngang nó 30. À, cái này mình có thể ở trên mình có thể mình cũng về mình lấy được ít bo nè cả nhà ha. Dạ, rồi gốc này em vô luôn sao kìa. Gốc này 300 anh. Bao phí. Mình ghép được 4 tược nè cả nhà. Đó, 300.000 bao ship ha. Đế nôm. Rồi, mã số 26 nha cả nhà. Tiếp tục lên mã số 27 nha. Xuân Sài Gòn luôn. Sài Gòn nữa nha cả nhà. Cái này mình ghép được 2 chột nè. Để quái còn cái ha. Này chiều cao 40. Rồi, cái lô Sài Gòn thì cái chiều cao nó nhỉnh hơn hết cả nhà. Tán ngang nó 20. Tán ngang 20. Hoành thân lắm. Rồi giùm anh đi. Hoành thân nó được 7. Hoành là 7. Dạ. Rồi. Gốc này em giao lưu là 250 em bao phí. Rồi 250.000 bao phí cả nhà. Mã này là mã số 27 ha. 27. Rồi tiếp theo mình tới mã số 28. Mã số 28. Cái này có đuôi luôn. Ừ. Có đuôi có ghép luôn rồi. Rồi tiếp tục. Hoành thân là 9. Hoành là 9 cả nhà. Rồi chiều cao. Chiều cao nó 22. Chiều cao là 22. Tán ngang 26. Rồi cho anh xin một vòng em. Rồi đây cả nhà. Rồi góc này mình giao lưu với giá là 250 em bao phí. Rồi 250.000 bao phí cả nhà. Đây cả nhà mình tham khảo một vòng nha. Em tiếp tục vô mã số 29 nha. Xuân Sài Gòn luôn. Sài Gòn nữa nha cả nhà. Hoành thân nó được 7. Hoành là 7. Chiều cao nó 30. Ừ. Tán ngang nó 35. Rồi. Rồi góc này em giao lưu sao? Dạ 280 em bao phí. 280.000 bao ship cả nhà. Đó, mã số 29.000 mình còn mã nữa. Hôm nay mình giao lưu 30 mã thôi cả nhà. Đây Xuân Sài Gòn ha. Rồi tiếp theo mình tới mã số cuối cùng nha. Mã số 30. Rồi một cây Sài Gòn nữa nha. Rồi mình đo vậy mình. Hoành thân đó là 8. Rồi em đo vậy em trừ hao ra. À nãy em trừ hao chưa? Hồi nãy dướng cộng với chị. Ờ cứ đo trừ hao ra đi ha. Dạ. Ừ. Tại vì cái nhà nhớ nhận hàng nhớ kiểm tra hàng giùm em nha cả nhà. Chiều cao nó 40. Rồi chiều cao 40. Tán ngang nó 35. Rồi. Rồi góc này em giao lưu với giá là. Dạ 250 em bao phí. 250.000 bao phí ship cả nhà. Mã này là mã số 30 nha. Em tiếp tục lên mai ghép siêu âm Cần Thơ nha. À còn có cây Cần Thơ. Dạ, mình lên luôn phải không? Cây Cần Thơ lên luôn nè. Rồi. Cây này cả nhà xem cái đế nó đều gan hết nha. Siêu bông Cần Thơ nha cả nhà. Dạ. À, mình ghép vô cái góc vườn nè, cái form này cái form cao nữa nha. Cho cây này hoành thân là 13. Ừ, mình ghép cũng được 5 chột nữa nha. Chiều cao nó là hàng đôn nha. 60 nha. Chiều cao 60. Tán ngang nó 40. Rồi. Cây đây có nụ luôn nè. À, siêu bông Cần Thơ cả nhà. Siêu bông Cần Thơ. Cây này đế cũng khá quá nè cả nhà. Đế đều nè. Rồi góc này em vô luôn sao? Giá 300 em bao phí. 300.000 bao ship cả nhà. Siêu bông Cần Thơ mã này là mã số 31 nha cả nhà. Mình hồi nãy tính quay 30 nhưng mà sẵn còn cây này mình giao lưu luôn hết cả nhà ha. Cây nhà vườn mình giao lưu luôn. Đó, chứ clip dài quá thì nhà vườn coi nhầm kỳ cũng hơi ngán hết cả nhà ha. Rồi cả nhà mình tham khảo được mã số nào thì ủng hộ nhà vườn giúp em ha. Cái hàng mai dẫu cánh tròn cái mơn thì là cái hàng chủ lực của nhà vườn nha cả nhà. Em tiếp tục còn sót lại cái giả cánh tròn cái mơn mà gốc bứng đế đẹp nè. Ừ. Tại vì nằm bên đây nãy giờ. Rồi, cái này mình vô luôn sao em? Giá 180 một cây. 180.000 một cây như vậy ha. Dạ. Rồi mình ghép cũng 3 chột hết nha ha em. Đa phần là 3 chột đây cả nhà. Thì cái hoành gốc này có chừng ngón tay cái của em. Cây này là nhỏ nhất hay sao? Cây này là nhỏ nhất á. À có chừng ngón tay cái của em này cả nhà. Đó. Dạ. 180 một cây hả em? Dạ, hai cây một cây cũng gửi nhưng mà không bao ship. Ừ. Hai cây hiện bao ship. Rồi. Dạ. Mình còn cái lô này mình còn nhiều không em? Lô này còn khoảng trăm mấy gốc anh. Rồi đây cả nhà mình tham khảo một vài gốc nha. Đa phần thì ba chọt nữa nha. Mình ghép vô tược không nha cả nhà. Tại vì trưa nắng cho nên bóng nó hơi bị dội xuống cho nên nhìn cái gốc nó hơi bị tối hơn xíu hết cả nhà ha. Đó, có gì cả nhà cứ kết bạn Zalo với bạn Kiều đi, số điện thoại để bên góc bên trái màn hình có Zalo á cả nhà. À, cả nhà cứ kết bạn đi rồi có gì cả nhà nhờ bạn Kiều lựa một số cây rồi cả nhà mình tham khảo ha. Đây, đó, ba chọt không mà cả nhà. Yeah. Rồi, cái lô này còn có bao nhiêu cây? Lô này em còn khoảng trăm mấy cây à anh. Ừ, lô này đẹp lắm. Đây cả nhà, mình xem thêm một góc nữa ha. Dạo cánh tròn nha cả nhà. Dạo cánh tròn cái mơn. Dạo cánh tròn cái mơn ha. Cái bông giống như hồi nãy em quay cho cả nhà mình tham khảo ha. Thì hồi nãy giờ cũng lên một số mã số với lại cũng 2-3 lô mai cả nhà. Rất mong cả nhà mình tham khảo được hộ nhà vườn ha. Nhà vườn mình ở ấp Tân Thượng Ngoài, xã Hưng Khánh Trung, xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre nha. Rồi đây cả nhà mình tham khảo nha.